strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay sẽ quay trở lại với em bóng thay đổi hình dạng anh em mà. Bữa trước có mở được đó thì bữa nay mang đi trải nghiệm xem thế nào. Level 7 thì chắc là không ăn thua lắm đâu. Thì sẽ đi với cái đội hình cù nhây ha, đi chung với lại tường băng với lại hậu quả xem thế nào. Tại vì lực của nó không đủ đánh cái kèm với con tường băng này vô để câu kéo có thời gian nó bắn thêm, với lại hậu quả nó gây thêm đam nữa. Thì có nhiều anh em comment kêu là đi khống chế thì chắc là để lần sau mình sẽ thử đi khống chế. Nhưng mà thực sự thì nếu mà anh em muốn đánh khống chế thì phải có một con gây đam mạnh ha. Nhưng mà ở đây thì cái bóng thay đổi hình dạng này nó mới level 7 thôi, cho nên là nó chưa có đủ lực để mà đánh khống chế đâu. Nhưng mà mình sẽ thử xem thế nào, coi cầm cự được đến bao lâu. Ở đây thì gặp một anh bạn khá là xịn sò, có vào sáng thiên phú, đường cát, rồi có đánh kèm tinh hỏa thì khó chơi nha. Cái bóng thay đổi hình dạng này thường thì nếu mà gặp mà tinh hỏa thì cảm giác cũng khó chơi phết anh em mà. Khó chơi đấy, lửa nó ăn vào thì nó bắn miss nữa. Đó, đâm ra là lúc đầu thì chưa cần vội vàng lên chấm đâu, để xem là đánh gặp tinh hỏa thì nó cũng khó mà lên được chấm ha. Mình cũng không dám lên chấm cao nữa, tại vì lên chấm cao thì nhiều khi nó dính tinh hỏa vô thì khó mà đỡ được. Về sau thì chắc có thể là đẩy chấm của hậu quả lên, thì khúc sau thì bắt buộc phải lên chấm nó mới đủ đam. Còn giai đoạn đầu thì cũng chưa cần thiết đâu. Giai đoạn đầu thì chắc là anh niên kia cũng chỉ xương thôi, chứ cũng không bút liên tục đâu. Bóng mạnh mà, cho nên là câu cự cầm cự nó rất là lâu ha. Đó thì cứ canh canh vậy thôi, tùy theo đối thủ đánh bài nào mà mình đỡ đỡ lại bài đấy thôi. Nhưng mà cảm giác là thanh niên bên này khá là mạnh, khó, đâm ra là cần phải tính toán xem thế nào. Đánh tường băng thì hồi xưa nó ngon nha, hồi mà nó chưa có update cái chế độ PVP thì đánh tường băng nó khá là ngon, khi mà nó câu kéo rất là lâu, nhưng mà thời gian bỏ ra đánh một trận thì nó cũng lâu phết. Bây giờ nó cập nhật cho boss với lại quái nó có cái kỹ năng cuồng nộ đó, thì nếu mà tường băng cản lâu quá thì con boss nó cuồng nộ lên thì nó chơi skill liên tục ha. Gặp con boss lửa thì khả năng là đi nguyên bàn, còn với lại nó có thêm con mốc vàng đi xuyên tường nữa, cho nên là bây giờ tường băng không cản được con mốc vàng. Thường thì đối đam thì dễ bị thua, nhất là thua con mốc vàng với lại thua mấy con boss mà khi nó bị cuồng nộ thì rất là khó chơi ha. Chứ còn hồi xưa nếu mà để level 7 này, nếu mà mình nghĩ là không bị update bởi quái với boss thì nó đặt cầu rất là lâu nha, cầu rất là lâu đấy. Yêu tinh cũng căng, gặp yêu tinh hoặc là gặp mê hoặc bơm máu cũng dữ ạ. Thì tùy thôi, nhiều anh em thì có bấm nhưng mà thực sự thì nó phải tùy thuộc vào crit dam nữa, được chứ mình cũng có nói nhiều lần rồi ha, tùy thuộc vào crit dam của account nữa thì nó mới mạnh hay không nữa. Thì về sau nếu mà lên được bóng cao mà crit dam to thì nó ngon đấy, đánh cháy đấy anh em mà. Nó câu khá là lâu, mình nghĩ là so với vòng sáng 7 mà gặp cái đội hình đây thì vòng sáng 7 sẽ không ăn thua bằng đâu. Nếu mà anh em đánh giá ở cái mức là cùng level vòng sáng 7 thì khả năng gặp con này sẽ chơi không được. Vòng sáng 7 thì mình nhớ là tầm round 6, round 7 là nó hết nước rồi. Còn đánh cái bóng mới này có khả năng sẽ bút lên được tới hiệp 7, hiệp 8 ha. Bóng mới mà thường thì nó sẽ câu rất là lâu. Mới ra nó sẽ được bút đam để cho anh em gọi là săn đó chứ. Nó sẽ bị nép cái con bóng cũ lại, nhưng mà vòng sáng thì chắc là khả năng là vẫn chưa bị nép đâu. Có thiên phú với lại bóng level cao thì nó vẫn ở trong meta thôi. Nhưng mà sau này mấy anh đài mà lên được con thay đổi hình dạng này mà lên chấm cao, lên level cao á, thì mình nghĩ là chắc là sẽ xoay sang đánh cái em bóng thay đổi hình dạng này. Nó hơi bất tiện cái là cần phải có mặt xanh với mặt đỏ nằm cạnh nhau để nó tăng được cái sức tấn công và sát thương phạm vi, thì làm chậm các kiểu. Chứ còn nó không có bị phụ thuộc vào số tầng như con vòng sáng ha. Thì gặp phu sư thì nó tương đối là cũng khó chịu đấy, nếu mà không chịu hồi lại được. Thì đánh cái này đánh khống chế cũng được, đánh thay vòng sáng. Thay vì hồi xưa đánh vòng sáng khống chế thì bờ cái con bóng hai mặt này đi đánh khống chế cũng rất là ok, không có vấn đề gì anh em mà. Nếu mà mạnh
đủ lực giữ đam để mà đánh khống chế thì hoàn toàn đánh khống chế rất là bình thường ha. À, ở đây thì nếu mà gặp yêu tinh thì có thể mình dễ thở hơn, gặp mà gặp yêu tinh thì mình xây hậu quả chấm cao về sau vẫn đỡ hơn. Còn ở đây gặp cái con tinh hỏa này nếu mà lên chấm cao bị ăn vô thì không phá được anh em, mà khó phá chấm cao quá, ví dụ như lên 6 7 chấm là khó phá cực kỳ. Là tinh hỏa thì nó ăn lan nữa, đâm ra là khó chơi ha, khó chơi đấy. Thì chủ yếu là test sức mạnh thôi, tại vì cúp cao quá rồi, cày cúp để lên 20k cúp lượm thêm cái bóng nữa, mà gặp mấy thanh niên này trâu lắm. Giờ cái rank này toàn là mấy thanh niên trâu bò không à, khó mà chơi được solo đấy. Nên mà đi 2v2 thì nó có cái kỹ thuật để nó chơi ngon, chứ còn đi 1v1 thì thực sự là bóng phải mạnh thì anh em mới đủ nổi ở những cái rank như thế này. Ở đây là account mình read down là cũng là tương đối ổn, cho nên là đánh cái con thay đổi hình dạng này nó cũng ok, nó đủ sức để nó chống, nó đỡ đam ở cái giai đoạn này ha. Hậu quả thì nó về sau, hậu quả thì về late game khi mà có quái máu nó trâu thì cái con hậu quả này nó cứa cũng rất là ngon anh em ạ. Đây gặp con boss ninja nè, con boss này nó sẽ hóa giải được hiệu ứng khi mà dính, nhưng mà hiện tại thì bên kia cũng chưa có đánh nhiều, chưa có đánh nhiều tinh hỏa cho nên là vẫn đỡ được. Thường thì đánh khống chế thì bóng gây đam mạnh thì đánh khống chế nó ok, tụ được lâu ha. Còn nếu mà anh em gây đam mà yếu quá mà đánh khống chế thì về late game sẽ bị hụt đam trước đối thủ. Tuy là đánh khống chế nhưng mà nhiều khi đối thủ cũng đánh khống chế thì mình bất lợi hơn, nếu mà lượng đam mình không có bù lại được, lượng tấn công không bù lại được lượng phòng thủ thì nó cũng căng. Đây đây con boss ninja ra nè, con này thì mình ghép vô mấy boss hay sao khả năng bị chém rất là cao, tại vì chấm không đủ ha, chấm không đủ mạnh để mà câu được cái giai đoạn này. Đây đó, vừa mới mất cái hiệu ứng của hai con mặt xanh mặt đỏ là cảm giác bắn nó yếu hẳn ha. Về late game khi mà bị dính nhiều tinh hỏa thì khả năng cũng 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 đây cũng là một cái vấn đề đáng ngại khi mà hai cái con mặt xanh mặt đỏ nó không có thể nào đứng cạnh nhau được, vì nó cũng là một cái vấn đề khá là căng đấy. Ok, đây thì thứ năm sẽ là con bót lửa ha. Bót lửa cái đam nhìn chung thì mình nhận thấy là bắn cũng khá là ổn khi mà có hai con mặt xanh mặt đỏ đứng cạnh nhau, chủ yếu là đam nó dàn dòng dòng sốc đam, mà sốc đam cho nên là khá là ảo ha. Mới level 7 thôi nhưng mà bắn nó phải rát đấy, level 7 thôi. Tương lai ha, tương lai có thể thay thế được đó, thay thế được vòng sáng để mà đánh khống chế khi mà lên được level cao. Có thiên phú nữa thì thôi rồi, khá cháy ha. Nếu không biết thiên phú của nó thì nó không biết là tăng cái gì đây. Đây bên kia là bắt đầu cũng nhá nhá một vài đường tinh hỏa rồi đó, hiệp thứ năm. Bên kia thì nói chung là bóng to cho nên là đánh cũng nhàn nhã phết anh em. Mình nghĩ là chắc với cái lực như này thì chắc là đường cát với trà sữa thì cũng level cũng cao phết á. Đây con boss lửa ra nè, thì khúc này thì cái con boss lửa thì có hậu quả nó đỡ vô nó vẫn chơi được anh em thấy không, mới hiệp hiệp năm nhưng mà bắn vẫn rất là khét ha, rất là khét. Còn boss tiếp theo là boss đổi hai bóng hiệp thứ sáu, thì thường nếu mà vòng sáng 7 thì khoảng tầm mà hiệp 6 này là nó đuối rồi, nó không có lực như thế này đâu anh em, mà nhìn là anh em cảm nhận được rồi. Hồi xưa khi mà đánh vòng sáng 7 thì bị dính khống chế như thế này nữa thì khoảng tầm tới hiệp 6 hiệp 7 là đứt nè, nó không có dồn đam mạnh như thế này. Ở đây thì mình thấy nó dồn đam rất là ok. Đây cái khúc này thì mất cái hiệu ứng của cái con mặt xanh nè, mặt xanh nó không có đứng cạnh mặt đỏ ha, nó phải đập tăng sao. Thì đập tăng sao thì đa số thì đập tăng sao nó cũng dễ thay đổi lắm, trường hợp xui xui đập khoảng tầm 3 cái mà không thay đổi là xui lắm luôn á. Nhưng còn thường thì mình thấy đập khoảng tầm 2 cái, 1 đến 2 cái là bắt đầu nó đổi đổi mặt rồi, ví dụ mặt xanh thì đổi mặt đỏ và ngược lại ha.
Đấy thì ở đây bên kia bên mình bị dính tinh hỏa khá là nhiều, bên kia bắt đầu giã rồi, còn sáng khá là cạch là to nha, khi mà 4 chấm là lên 18 số thì họ cũng là dân chơi rồi anh em, mà dân chơi rồi. Đây thì gặp con boss đội hai bóng này cũng được, con boss đội hai bóng này thì nếu mà trường hợp anh em đánh vòng sáng mà gặp cái con boss đội hai bóng này á, thì nó sẽ phá cái số tầng của anh em. Còn đây mình đánh thay đổi hình dạng thì nó sẽ không có sợ bị thay đổi tầng ha, chỉ là nó chỉ không có con mặt đỏ với con mặt xanh nó không đứng cạnh nhau được thôi, chứ còn số tầng thì nó vẫn đảm bảo, nó không có bị ảnh hưởng như là cái con vòng sáng về mặt số tầng ha, nó không có bị ảnh hưởng đấy. Thì gặp cái con này cũng được thôi, nó sẽ đổi bóng và nó phá giải được cái hiệu ứng của cái con tinh hỏa, rất là ok. Bắt đầu mình xoay bài ha, lúc này mình sẽ xoay bài đẩy hậu quả ra ngoài. Thì nếu mà thực sự mà bên kia mà đánh yêu tinh thì nhiều khi là mình vẫn đỡ được, nhưng mà đánh tinh hỏa thì hơi khó chống. Đánh yêu tinh thì con hậu quả nó không có sợ yêu tinh ha, kể cả mê hoặc thì con hậu quả nó cũng không có sợ đấy, nhưng mà gặp con tinh hỏa này thì nó lại câu chuyện khác, tại vì con tinh hỏa này thực chất thì nó cũng không sợ đâu, tại vì cái hiệu ứng mấy cái vòng chấm xung quanh con hậu quả nó không có bị ảnh hưởng bởi con tinh hỏa, chỉ có điều là con tinh hỏa này nó làm giảm chấm của bóng thôi, hậu quả mà chấm nó bị giảm xuống thì nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đấy. Chưa kể là mình không có dám lên chấm cao nữa, chứ hậu quả mà lên tầm 6-7 chấm về late game đánh ngon nha. Trận cái đội hình này mình nghĩ là đánh dạng câu kéo thì vẫn ngon, nếu mà gặp mà yêu tinh với lại mê hoặc thì mình nghĩ là đánh vẫn ổn, đánh vẫn ổn. Chỉ có điều đây gặp tinh hỏa thì nó hơi bị dính về cái mặt counter hơi cứng ha. Nếu mà tinh hỏa thì thật sự khó chịu cho các cái đội hình mà gây dạng sốc đam thì nó hơi hơi căng. Ở đây gặp con bot vàng nó đi xuyên tường, thấy không anh em, thấy không, con bot vàng đi xuyên tường cực kỳ khó chịu, nếu mà không có giữ được con mặt xanh mặt đỏ nằm cạnh nhau là cái lượng đam bị hụt đi rất là nhiều. Hiệp thứ bảy thì bắt đầu thấy cũng chật vật rồi anh em, mà em bị dính tinh hỏa chật vật quá. Bên kia thì đam nó to, hiệp bảy mà khuyết đam nổ gớm quá anh em, mà ở đây còn con bot khóa chắc nó khóa nguyên bàn quá, đánh câu kéo mà sợ là tí nữa nó kích hoạt cái kỹ năng cuồng nộ thì hơi căng đấy. Ở đây mình ép, thấy không, mình ép hậu quả ra góc, ép hậu quả ra góc ha, không có tường ba để mà chơi, rồi nó khóa luôn cả 6 chấm luôn. Thì nếu mà mình cản con boss lâu thì tí nữa nó sẽ bị cuồng nộ ha, để xem nó có con boss khóa này nó có thức tỉnh cuồng nộ không, khả năng cuồng nộ cao khi mà bị tường dí dí chặt quá, bị tường dí chặt quá. Ok, đây không chịu hồi được không, rồi kiểm soát phạm vi rồi nè, hoang dại kỹ năng cuồng nộ ha, bắt đầu nó khóa liên tục này anh em, nhưng mà mình có hậu quả nha, có hậu quả thì vẫn có kèo là giết được nó, hậu quả nó cứ máu ghê lắm đấy, thấy không, tuy là boss cuồng nộ nhưng mà có hậu quả nó gánh vẫn được anh em, gánh vẫn trâu nha. Nói chung em hậu quả này thì thực sự là vẫn ngon, nếu mà không bị dính tinh hỏa thì mình nghĩ là thực sự là đánh vẫn rất ngon. Nếu mà dòng đấu đam thì chưa biết thế nào ha, nếu mà đấu đam không thì chưa biết thế nào. Thì ok, nếu anh em coi video clip này thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Mình nghĩ là trận đấu có vẻ là sắp đi đến hồi kết rồi, khi mà bên kia đam nó quá to, còn ở đây thì mình gặp cái con mốt vàng nha. Con mốt vàng nó đi xuyên tường. Thực sự nếu mà không có con mốt vàng này thì mình nghĩ là vẫn còn câu được. Nhưng mà cái con mốt vàng này nó vượt trâu mà nó lại đi xuyên tường, nó kháng mọi hiệu ứng triệu hồi ha. Ok, thì thôi sẽ chắc là kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.